Ok nha, sorry nha. Tôi vừa đang livestream thì mạng nó đứt. Dạo này mạng mẽo nhà tôi nó cũng chán, mà máy móc của tôi nó cũng chán rồi. Bây giờ tôi cũng chả biết làm sao nữa. Thôi, đành quay video up lên cho anh em xem vậy. Tôi vừa chơi được thêm được một tí thôi. Tức là đi qua được cái khu nhà máy thôi, cũng không có gì quan trọng cả. Chúng ta tiếp tục nào. Ô, cái này sao nó lại bị đen xí này? Sensor. Mấy cái máy này tôi vẫn chưa hiểu nhá, nó cho mình cái gì đấy nhỉ? Brick protocol. Hình như đây là máu đúng không? Để tôi thử xem nào. Chromatilam. Chả hiểu là cái gì. Tự nhiên mất 10 đô mua. Đây là cái gì? Organic. Ozatic Sansa Age. Tiếp tục. Hy vọng là quay video, chất lượng video nó sẽ ổn hơn là livestream. Tôi cũng chưa thử. Đi chung một đời, không còn ai chia sớt nồng say, không còn ai chia lời thở than. Tôi tưởng tôi tưởng tắt hóa là nhầm. Kia có thằng nhỉ. Mình đi đến đây đúng không? Hình như là có đường bên này xuống này. Trong đây còn ai đâu, cứ đứng dậy mà đi cho thoải mái. Mái thoải thoải mái. Thằng thằng Jackie đâu ấy nhỉ? Jackie ơi, ở đây. Đi sau anh đấy. Đừng có mà. It's just a matter of time, motherfucker. Thằng bậy quá. Nói bậy thế. Đang đi lên đây, từ từ. Nó đi lên đây thì đi track. Lên đây em ơi. Lên đây em ơi. Mày đông thế. Mình cứ bị mất máu, mẹ lửa đâu, sao tự nhiên tôi cứ bị cháy cái lửa này nhỉ? Game này kỳ vãi đái, ra đéo hiểu ấy. Tránh ra là anh ném lựu. Không phải bắn bố đời vậy. Trốn này. Quá này. Overhit kìa. Từ từ. Nó hình như nó hack mình. À. Đấy là cái hack của bọn này. Hack bố à con. Nó có cái hack làm cho mình bị bốc cháy ấy. Bệnh thật. Nên là cứ thỉnh thoảng lại bị overheat này. Không biết cái nào nó làm mình bị overheat luôn. Đi. Ra khỏi khu này thôi, không chết.
này, cứ thỉnh thoảng nó báo tôi bị overheat này. Xông thẳng nhưng mà chiến đấu thì đéo phải sợ. Xông thẳng nhưng mà chiến đấu làm sao phải xoắn. Chân tay dụng là tả. Cũng là chơi kiếm kiếm đạo khác. Cái bọn này cái mặt nó gớm chưa? Này. Nó gắn kiểu mắt nó không phải là mắt bình thường nữa mà nó gắn cả một cái cục giống như mắt con nhện ở trên trán ấy. Đông đấy. Rất đông đấy. Tác trước vào này mình biết là có bao nhiêu đối thủ. Chỗ này mà có súng ngắm chơi có phải đỡ không? Tránh ra, bố đang tác ức thằng này. Không có cái gì ở đây để hack để cho thằng này nó đi ra chỗ khác nhỉ. Cái thằng Jackie này mày bị làm sao vậy? Nhìn cái gì? Rất là vô dụng nhé. Rồi, thằng này chết chắc rồi. Sắc, mấy cái này nó không thu hút được cái thằng này nhỉ? Sao không grab được. Come on. Let's see that pretty faceplate. Chết chưa mày đi. Có súng gì đỏ này. Vớ vẩn. Ok. Xong rồi. Đơn giản thế thôi. Ôi thằng này nó phun cái gì ở đây. Đúng là kiểu là thằng này nó người máy gần như toàn phần rồi. Trong người không phải là máu nữa mà là cái chất gì màu vàng vàng ấy. Rất là tởm lợm. Rồi thoát chưa? Gì đấy, sao cái gì quét mình đấy? What? Em kia đến à? Em chào các anh. Em chào anh ạ, anh. Dealing with Maelstrom, huh? Never ends well, does it? Looks like you two lucked out a bit. Gin cheat là thằng nào? What happened to Stout? Stout đâu? She placed some bad bets. Her clock ran out. Simple as that. À, em kia như gặp vận đen rồi, bị bọn này nó phát hiện ra kiểu những cái sai phạm rồi. Nó bảo là mình sẽ không nhìn được, sẽ không gặp được lại em kia nữa. Thế anh muốn gì? Why are you here? Tại sao anh lại ở đây? Tôi còn đang không biết là ai là con chuột chũi đây. Yeah, I doubt that. Pretty tough to get corpses to talk. You'd be surprised.
I'm sure I'll manage something. It's been a pleasure. Ủa, đi xuyên qua người mình à? Trên đầu ông này gắn gì này? À, đi ra hostile area. Was I sure we'd walk out in one piece? À, chúng ta là một cặp tốt đấy. I think you might be right. Nghĩ là anh nói đúng đấy. Thực ra là thằng này nó vào nó toàn kiểu phá đám thôi chứ nó có giúp được gì tôi đâu. Hey, call up Dex, let him know we got his toy. Meeting to celebrate at the afterlife. Ahí luego, V. Thằng này bảo là mình hãy gọi cho Dex. Sau đấy thì sẽ tận hưởng cuộc sống. Mọi chuyện thế nào, V? Tôi lấy được con Flathead rồi. Có gặp vấn đề gì không? Sure, of course. Còn về cái Royce couldn't give him two shits if you and Rick had shaken on. Ơi, ơi đi. You use the corpo one. What the? That was stout. Vừa khen là chúng ta là cặp tốt xong lái xe luôn hút cho mình phát. So you paid me. Không hiểu. No. Decided I could use the Eddies myself, and I just grabbed the bot. Just like that? Not just. Had to use violence. Mình đang kể lại là phải dùng bạo lực mới lấy được con robot đấy. À, mọi thứ đều ổn rồi, bây giờ sao? What now? Now we do the job I hired you to do, grabbing that biochip. We'll talk about the rest at the afterlife. See you there. À, tức là bây giờ mình phải điều khiển cái con, mình lấy cái con bot này là để mình điều khiển nó vào lấy trộm mấy con chip kia thì phải. Nếu như tôi không nhầm. Giờ là mình đến cái chỗ afterlife cách 1,3 km ạ. Thôi được rồi, tôi sẽ đi bộ, trên đường đi bộ mà gặp mà cái nhiệm vụ gì ở gần gần thì tôi sẽ làm nhiệm vụ đấy. Khách hàng muốn mình tìm cái gì đấy ở đây. Mình có thể teleport ra đây đi cho nhanh này. Fast travel, tại sao fast travel ở đây tôi lại không fast travel hơn được? Quái lạ nhỉ. Đây như kiểu là một cái khu nhà máy à. Northside này, mình đang ở Northside này. Khu này như kiểu là toàn nhà máy là nhà máy thôi. Đây này, khu công nghiệp, ống khói các kiểu. Quảng cáo gì đây? All Food Limited Edition. Buy 2 tặng 1, mua 2 tặng 1. Trong tương lai cũng kiểu toàn khuyến mãi kiểu mua 2 tặng 1 nhỉ. Tránh ra, trò này tôi bây giờ tôi biết là trò này xe nó rất là bố láo à. Mình mà đứng giữa đường nó không dừng lại như là ở trong GTA hay là mấy cái game kiểu kiểu như này đâu. Nó hút mình luôn. Mẹ thằng Jackie nó còn hút mình cơ mà. Mất dậy. Thành phố này nhìn kiểu rất hào nhoáng. Sau đây lắm xe bọc thép này. Anh này nhìn ghê đấy, kinh đấy. Em chém cho anh phát giờ như vậy. Cả khịa. Ai gọi đây? Introducing Alois Dakar. A deadbeat Alois Dakar. Gonna broke my trust and skip town. Well, fuck him. Only thing I care about now is the data he left in NC. Specifically what's on his comp. Check the attachment, you'll see what to do. Attachment. Riptide Thievery là sao? Một thằng tên là Alois Darwin. The Copo Mega Brick là sao? Đã lừa tôi, một thằng đã lừa tôi. Và không chỉ tôi, cả cái thành phố này muốn bắt thằng này. Giống như họ nói đấy, vận mệnh của kẻ phản bội thì sẽ bị phong ấn vào cái thời điểm mà hắn phản bội. Nhưng mà cái điều còn khiến tôi hứng thú hơn là cái sự trả thù là Aloy Dapapat. Hình như là Dapapat này hình như là một cái dạng kiểu máy tính bảng hay sao ấy.
và dữ liệu ở trong nó. Rồi nói chung là bây giờ mình phải đi giết một cái thằng Alui gì đấy để lấy dữ liệu trong cái máy tính bảng của nó. Trò này là cứ đi gần đến chỗ mà có nhiệm vụ ấy là cái con kia nó sẽ gọi điện thoại cho mình. Sau đấy là mình có thể nhận nhiệm vụ được. Anh ơi, từ từ anh ơi. Hostile area. Khu này mình nó không cho mình vào này. Thằng này nó có hai cái này là giống như kiểu là liệu của ấy nhỉ. Liệu của đạn của đạn của súng sọt gan. Mình hack cái thằng này xong có thấy cái gì đâu. À, nó không phát hiện ra mình nữa. Tốt lắm, tốt lắm. Mày bị brick rồi em ơi. Chết cha mày đi. Mặt thằng này có cái kính bố đời này. Kính để che nhận diện khuôn mặt à? Cầu chúa đi em. À, đây có thằng nữa. Where'd you go, блядь? Bọn này phản ứng kiểu đồng đội chết mà cứ như không ấy. Bọn ở đây nó báo đây. Nó đã phát hiện ra thân cái xác và bây giờ chúng nó đang rất cảnh giác rồi đây. Cái bọn này hình như là tôi có thể hack được để làm cho nó bị ngơ giống như thằng vừa rồi thì phải. Kia trong kia có một thằng nhà, từ tôi tác cái thằng ôn này vào đã. Bọn này trên mặt nó cứ có cái gì nhỉ? Nhìn cũng bố đời đấy. Từ từ, ở đâu? Thế mà thằng này nó phát hiện được ra trong khi mình đứng ở đây, anh em nhìn vô lý không? Mẹ, rõ ràng nó nhìn về hướng thằng kia mà tôi ra đây nó lại có thể phát hiện được ra tôi. Còn có hai thằng thì phải. Đây, em đây anh ơi. Anh hỏi lắm quá. Chị này còn đang ngồi kiểu phê pha thẩm du. Đây. Đây như kiểu cái ổ nghiện đấy. Bọn này vào đây để phê pha. Ôi, quần còn tụt ra này. Hiểu hiểu. Đây là dạng mấy cái đồ rác để. Cái này tivi nó nói, tôi cứ tưởng thằng nào nói. Phải lên cầu thang rồi. Đây là xuống cầu thang đúng. Xếp vào phát. Game này. À, game này nó có auto save mà. 5 phát. À, quick save, auto save là riêng, mà quick save là riêng. Quick save là mình save lúc nào cũng được, còn auto save là nó cứ đến những cái đoạn nhất định là nó sẽ save lại. Thế đoán bọn này lại là cái bọn bắt cóc xong rồi bắt đầu thu bộ phận cơ thể người. Kiếm thuật độc tôn.
chưa chết. Ai cả? Thằng này trâu thế nhỉ? Last login. Hình như xong rồi hay sao ấy. Nhiệm vụ đơn giản vậy thôi à? Tôi tưởng nó phải khó nào chứ. Đây này, anh em nhìn này. Bọn này nó dã man không? Nó toàn bắt người về xong đây nó mổ, nó chắc nó mổ moi tim em này này. Ôi trời, mẹ trông người sau ghế này. Ra. Trên đây còn có cái cánh tay này. À đây là thằng như em đéo đâu. Mắt mình bị làm sao ấy, nhìn ra em vậy. Đây này, thằng này bị nó mổ nó moi tim này. Đi ra đây. Hình như là hết hết kẻ địch rồi. Cứ đứng dậy hiên ngang mà đi, làm sao phải khom lưng khom gối này. Hey, where'd you come from? It was just downstairs. Anh đến từ đâu? Tao từ dưới lên. Muốn nói chuyện không? Tôi không biết anh nhìn thấy gì dưới đấy. Nhưng mà tôi không đi xuống đấy. Tôi không biết gì cả. Bọn chúng ép tôi. Bọn tôi là con tin của chúng. Nếu chúng nói nếu mà tôi muốn trốn thoát thì tôi sẽ là người tiếp theo ở trên cái bàn đấy, tôi thề. Time's kinda tight here. Ừ, tôi đéo tin thằng này. You're lying. Mày nói dối. It's your right not to believe me. You also have the right to a discount. Discount? What do you mean? Nó gạ bán cho mình cái gì vậy? Special prices for special customers like you. In exchange for getting what I saw in the basement. Nó đang giao hàng, nó bảo là nó sẽ bán rẻ cho mình cái gì đấy. Bán cho mình các bộ phận đéo. Ơ. Đây. Tôi định ấn F để bảo là tao không giao dịch gì mày cả, ấn nhầm chuột trái nó làm một phát rồi. Mà thằng này yếu vậy, có một phát là chết luôn này. Shut your fucking mouth, scum. Yếu hiểu. Không được, đấy là do nhầm lẫn nên là tôi sẽ phải được lốt lại. Và tôi chắc chỉ lốt lại lần này chứ vô lý. Đấy là do nhầm lẫn mà. Còn nếu như mà cái lựa chọn mà không giao dịch ấy, xong mà nó vẫn giết thằng đấy ấy, thì lúc đấy thì mới là. Don't draw this out. Vãi cứt. Ui. Chơi kiếm mà mày lại rút súng rồi mày bắn thế à? Ai cho mày rút súng? Bố láo. Đang cận chiến như một người đàn ông. Công bằng minh bạch. Tự nhiên rút súng ra bắn ạ. Chơi bẩn. Anh đã xông vào anh không kiểu chơi kiểu lom dom rồi mà chú lại chơi kiểu bố láo đấy là không được. Không được nhá. Lần sau là không được chơi như thế nhá. Rút kinh nghiệm nhá. Nghe chưa? Rút kinh nghiệm nhá. Nghe chưa? Rồi đi thôi. Rồi tôi xem thằng này lần này nó nói cái gì. F5 phát. Rồi làm sao? Ok, xin chào. Where'd you come from? Anh đến từ đâu? Tao đến từ dưới. You want to talk about this? Muốn nói về chuyện này không? Don't know what you saw there.
Tôi không biết là nó nghĩ cái gì rồi đấy. Mẹ rõ ràng là nó bảo là nó không bao giờ xuống đấy, bị nó bị ép. Nhưng mà anh em nhìn lên đầu nó đội cái mũ phẫu thuật không? Tại sao mà nó lại đội cái mũ phẫu thuật? Tại vì nó là người làm phẫu thuật mà nó lại bảo nó cũng lại chưa bao giờ xuống dưới ạ. Discount? What do you mean? Special prices for special customers like you. Giá đặc biệt cho khách đặc biệt giống như anh. Quên cái chuyện ở dưới basement đi. Fuck you. Able to look yourself in the mirror? No. Fuck you. Mày chưa bao giờ soi gương à? I understand. Yes. Could you wait here a minute? There's something I'd like to show you. Thằng này nó định chạy đấy. Chạy. Go away. Leave me alone. Ôi đít mẹ. Anh Cảnh ơi, em làm việc tốt mà, mẹ thằng đấy nó bố láo, nó giết người, nó lấy nội tạng người ta, nó bán cho Trung Quốc mà. Thay trời hành đạo mà anh lại sao anh ngu vậy? Đéo được, anh Cảnh anh đuổi mình. Anh đừng có bố láo với em nhá anh Cảnh nhá. Nó đuổi thật ạ. Chạy. Hình như là tôi có cái biểu tượng mà ông sao ở góc dưới bên trái bản đồ kia, hình như là tôi đang bị truy nã thì phải. Nghe chưa? Được. Kìa anh Cảnh anh còn đang lom dòm kia đi, mẹ vẫn đuổi mình ạ. Thằng chó ấy. Mà cái trò này nó rất là mất dạy ở chỗ là cái bọn Cảnh này mình cứ phạm tội phát là tự nhiên là có một ông từ trên trời rơi xuống ấy. Tự nhiên spawn ra ngay sau lưng luôn. Chết rồi, ấn nhầm. Đã bơm đầy máu rồi. Tôi đang phải quay lại kia để tôi giả cái nhiệm vụ. Đúng không? Okay. Deposit the laptop in the drop point. Ôi thằng Cảnh nó ấy chưa? Nó đi chỗ khác chưa? Đít mẹ vẫn ở đấy ạ. Game bệnh chứ nhỉ? Đi chưa anh ơi? Tôi gọi ô tô của tôi ra, tôi đi ô tô cho nó trượt. Nhìn đây này. Đi quá khít luôn. Ai mà có quả vào quỷ. Ơi. Ai mà có quả vào cua bố đời như tôi được. Lái xe cứ gọi là 30/30. À được, đấy là lý thuyết. Thì lý thuyết nhập. Ơi. Ơi. Thằng kia đi vớ vẩn đấy nhỉ. Mẹ làn của mình không đi, cứ đi lấn sang làn người khác. Đây. Có một cái nhiệm vụ 100m ở đây. Lúc đấy biết thế mẹ cứ chém chết nó ngồi luôn trên ghế đấy, đỡ bị Cảnh nó đuổi. Mất bao thời gian. Cái thằng này có bờ vai rộng ấy nhỉ, anh em công nhận không? Cái thằng ở trên cái bức ảnh này. Có bờ vai rộng vãi. Đi nào. Deposit item. Ok xong. Xem em này nói gì. Exactly the tech I wanted. Thanks. Get close. Nó bảo là chính xác là thứ mà nó muốn, công nghệ nó muốn, và cảm ơn. Bây giờ là mình đi đến Afterlife xem Afterlife còn sao. Tít dưới này cơ mà. Thế mình lại trên đường mình đi. À, mình có cái nhiệm vụ giả tiền đằng kia, hình như là nó đòi mình 10.000 đô đúng không? 10.000 đô cho mấy công nghệ gì nó gắn trên người mình ấy.
đi kiếm bao giờ mới đủ 10.000 đô? Tôi làm quét từ đầu đến giờ, bây giờ mới được có 1.800 á. À đâu, 18.000 chứ. Thế thì mình đủ để làm cái nhiệm vụ kia rồi. Từ từ để tôi xem cái Blade này. Cái skill 8. Tăng cái tỷ lệ crit với lại Blade này này. Cái này là một cái tôi rất cần này. Và nó cần phải có 10 reflex thì mới unlock được. Tôi sẽ tăng 10 reflex để tôi lấy cái skill ấy trước. Increase tăng cái thời gian bị chảy máu này. Cái này là khi mà né tránh thì sẽ hồi stamina này. Skill hay phết nhỉ, né tránh mà lại hồi stamina. Cái này là cái mà tôi thấy là cần tăng ngay này. Tại vì khi mình chém ấy, nó sẽ giảm ít stamina hơn, mất ít stamina hơn. Cái này thì là khi mình di chuyển thì là armor mình sẽ tăng này, nó cũng rất là quan trọng. Từ từ để tôi xem cái câu này, cái stealth này thì sao? Tăng tốc độ di chuyển khi mà sneak này cũng rất là quan trọng này. Thôi rồi, tạm thời thế đã, để dành point đi. Bây giờ chưa cần tăng vào thì tôi cũng đã khá mạnh rồi. F5 phát. Cái thành phố này tôi thấy là dân nó cứ làm sao ấy này. Không hiểu sao thanh niên này bẩn như này xong rồi đi lại còn ôm tay ấy. Cảm giác rất là hỗn loạn. Mặc dù cái trò này thực ra nó cho mấy cái thằng nhân vật phụ ấy vào chỉ để cho có thôi, đi qua đi lại thôi. Nhưng mà cái cách mà nhân vật nó di chuyển rồi cái kiểu thần thái của nó rồi. Đây là thằng này cũng ôm tay này. Rồi cái trang phục nó mặc trên người ấy. Cảm giác cái sự phân biệt giàu nghèo ở nơi đây nó rất là rõ ràng và cái chỗ này nó cũng rất là hỗn loạn. Xong rồi có một số những cái quảng cáo nó cứ dán ở khắp nơi này. Uầy, cái đéo gì đây? Vãi đái, đứa bé vừa sinh ra mà trên người nó là một đống những cái gì kinh thế kia. Đây là dị dạng hay là do nó gắn vào người đây? Khó hiểu. Xe đỗ sát thế. Khoảng cách quy định là 2 mét nhá. Cũng chả biết là bao nhiêu mét nhưng mà tôi cứ chém thế. Afterlife. Afterlife là cái tập đoàn kia đúng không? Là cái tập đoàn của cái gia tộc gì của Nhật Bản đấy đúng không? Bây giờ mình phải vào đấy để mình ăn trộm con chip cho em Evelyn. Evelyn Parker. Cháu năm đời của Peter Parker. Cái nhiệm vụ mà tôi phải giả tiền cho thằng kia là đâu nhỉ? Paid in full này là đâu? Từ từ tôi ra đây trước đi. Tôi đi giả nợ đi. Phải đi vòng đường này. Trò này nó không có bắt taxi nhỉ? Ngồi lên cho AI nó lái cho nó nhanh. Mà tôi nói thật chứ ngoài đời ấy, đéo bao giờ có cái chuyện như này đâu. Trong game này nó mới thế, anh em nhìn ngoài đời làm gì có chuyện mấy cái xe nó cứ chạy chậm gì gì kiểu như này xong rồi còn dừng cách ngu ngốc ở giữa đường phố này. Đây là sao? Anh niên này không lái xe đi. Cái gì? Nhìn ai? Không lái xe đi, dừng ở giữa đường này. Xong mấy cái xe này không đi được cũng dừng ở đây. Xong rồi xe chạy trên đường thì đi chậm gì gì luôn. Đó nhỉ? Gì đây? All night, every night, Mr. Stark.
quảng cáo kiểu rocket à, rocket 1 giờ. Rocket 1 giờ trong tương lai đấy anh em ạ. Hồng hộc cả đêm. Tuần nào cũng thế. Trông em này này. Anh em nhìn này. Một bên chân thì băng, một trên. Ui, ui. Mẹ mày cậy mày có tiền mày. Đi ra. Đi ra. Mày đâm tao à? Mày đâm tao à? Đấy, giả xe cho mày. Lao toét. Anh đang đứng ngắm gái mà mình đứng trên vỉa hè chứ. Dám húc mình. Mất rợi. Tôi cảm mình vừa làm được một việc rất là tốt. Dạy dỗ cho mấy thằng mất dạy đấy một bài học. À, mình muốn fast travel là mình phải đến, xong mình ấn vào cái điểm fast travel thì mình mới đến được những cái điểm còn lại. Chứ còn nếu mình chỉ mở bản đồ ra là mình không ấy được. Mình chỉ mở bản đồ ra là mình sẽ không đến được. Trong một cái thành phố hiện đại hào nhoáng nhưng mà nó vẫn có những cái chỗ ổ chuột như này. Chắc là tôi vào tôi trả nợ cho thanh niên kia là nó sẽ gắn cho mình thêm công nghệ mới đấy. Em 21.000 ạ. Bây giờ mình đi bán bớt đồ đi, liệu có đủ 21.000 không nhỉ? Mà bán đồ ở đâu bây giờ? Chỗ này có cái dấu chấm than gì đây? Anh ơi. Do you truly believe that those who have sold you your mechanical eyes have resisted the temptation to peek through them? Cameras are all around us, even within us. Your joy. Jackie gave you these cards, right? I remember when he asked me to help him pick the right deck. Mhm. He picked just the thing for me too. Misty này là người yêu của Jackie à? We could lay out a spread for you now, if you like. Tại vì là thằng kia nó vừa bảo Ricky đưa cho cô cái này à. Đéo hiểu xong, nó nói chuyện xong cái sắp của tôi đâu rồi. Làm sao tôi biết được. Đây là bài Tarot. Đây là bài Tarot anh em ạ. Bói bài Tarot. Thanks, but not really my thing. Some other time, maybe. Nhặt mấy cái này có thể bán được tiền này. Đây là... À, đây là đường đi nhanh xuống chỗ của thanh niên kia. Thôi, đây là vợ bạn, đây là vợ bạn. Thôi, vợ bạn. Đây là vợ bạn. Thôi, em này xấu lắm. Thôi đi. Ô, cái gì đây? Điếm đực à? Điếm đực à? Trông cái răng đứng kìa. Đi. Bây giờ tôi phải tìm chỗ để bán đồ lấy tiền đã. Đây, phía bên này có hình khẩu súng, chắc là bán súng đấy. Ra bán ít đồ đi. Lấy tiền giả nợ mình. Đóng cửa rồi. Thôi, đi làm nhiệm vụ chính vậy. Làm nhiệm vụ chính này xong chắc là đủ tiền về giả đấy. Thằng Jackie trông côn đồ bạn trợn mà có em nhìn xinh phết. Không biết là em gái hay là người yêu hay là em nuôi hay là như nào. Thằng này đang gọi điện thoại cho mẹ. Con yêu mẹ, con cũng yêu mẹ. Yeah,
mẹ Wallace thế nào? What's new with Senora Wells? You know, she's worried about me. Anh biết không? Bà ấy hơi lo lắng cho tôi. Sao được? Checking to see if I'm not rotting in some dumpster, like most of the Wells boys. Anh nhân này kiểu nhìn rất là băm trợn to con nhưng mà. More I tell her everything's okay. Ở trong bên ngoài thế thôi chứ còn ở trong bên trong thì có vẻ cũng là một cái người khá là nội tâm. That's done after tomorrow. After life, here we come, baby. Yeah. Gonna be long. Afterlife. Going far and wide, that name. Oh yeah. Some of the Nomad Clan's biggest jobs are scored right here. Don't surprise me. Ain't no better place than Night City to land a gig. Ready to get your cherry popped? Yeah, come on. Place used to be a morgue. You believe that? Who would have thunk? Afterlife. I know, right? Way before our time, that. Ôi, sao thằng kia nhìn giống thằng Jackie này. Đéo bạn bè gì với thằng kia cả. Tên là V. Còn đây là Jackie. Oh, is that supposed to sound familiar? Đó. Tao có phải quen thuộc với tên của chúng mày không? Mày sẽ sớm thôi. Dex đằng đâu? Yo, Dex. Got two live ones saying they're here to see. Có hai thằng nói đến đây để gặp ông. Ok. Says he needs a second or two. Go get yourselves drinks or something. Hãy vào đi, ông bảo đợi ông vài giây. Lấy rượu mà uống. Đây là chỗ của thằng Dex à? Hay là thằng Dex nó chỉ đến đây để uống rượu thôi? Chỗ này như kiểu là chỗ của cái bọn có tiền nó đến đây để nó nhậu nhẹt phê pha ấy. Morgan Blackhand. All sat on those stools. Fell asleep on that same. Looks like we're up. See that old lady there? Khoan, từ. Best fixer in all of Night City. Thought Dex was the best. Rogue was lining up jobs when Dex was still shitting his diapers. Tay mình có cái mụn ghẻ kìa. Place belongs to her. Ô, ai đây? Ai đây? Em này tên là Claire. You gonna have a drink or not? Sao gái trong đây nhìn nó cứ giả giả nhỉ? Nhìn cũng được, nhìn cũng xinh đấy nhưng mà. Tôi không uống đâu. Nhưng mà sao da gái trong đây nhìn nó cứ già già. Yeah. Em này nhìn cũng nét phết đấy chứ. Thằng này gọi tequila. Mình thì không uống gì. John Silverhand. John Silverhand chính là Ken Nuri đấy anh em. Keanu Ri ấy. Thanh niên diễn viên rất được yêu thích. Say I wanted a drink named after me. What would I have to do? Snuff it. Nếu mà tôi muốn đặt tên cho đồ uống bằng tên tôi thì tôi phải làm gì? What a beautiful tradition. Guess dying's a small price to pay for going down in history. Em này nhìn là người rất là bình thường nhé. Anh em nhìn trên cơ thể em này là nó không có bất cứ một cái dấu vết gì của chỉnh sửa cả, kể cả mặt em ấy. Anh em nhìn những cái thanh niên giống như thằng Jackie này, hoặc là nhân vật của tôi cũng thế, hoặc là rất nhiều nhân vật anh em gặp ở trong cái thế giới này, nó đều có những cái nét robot trên người, kiểu như là mặt này là đã được gắn thành robot này. Nhưng mà em này anh em nhìn trên người là hoàn toàn bình thường luôn, không có cái dấu vết gì là chỉnh sửa cả, kể cả đến khuôn mặt. Splash of love. I'll remember that. Heard you were Dex's latest finds. Just biz, no big deal. Mr. Deshawn, see you now. Bad time to choke and shit your bridges, Joe. Break a leg. Phải dậy rồi. Thanks.
Lẽ sao em biết? Công việc của em là thế, hãy nhìn quanh đi. Through gossip rivaling that of schoolgirls, that's how. À, thôi anh phải đi rồi, tạm biệt em. Give us incomplete info again, the bitch. À, đây là có đủ thể loại luôn anh em ạ. Có thể loại cho các cái thanh niên mà muốn mặn mặn một chút. Có thể loại cho những thanh niên mà muốn nhạt nhạt một chút. Kiểu kiểu là có đủ hết. Có... Đây là nghệ thuật dán băng dính đúng không? Có những cái dịch vụ bố đời vậy. Damn, Holmes, you're huge. Work out? Same here. No, in the ring. You do some kind of exotic shit? Game này thì khi nào mà mình đi gần vào mấy cái thằng nhân vật nhiệm vụ mà đang nói chuyện ấy thì nó sẽ tự đi chậm lại. Nhưng mà đi xa ra phát nó lại chạy như điên luôn. Lính của cái thằng Deck cái nhìn ngầu phết đấy chứ. Bố đời ấy chứ. Thằng nào cũng to con, xong rồi trên người có vẻ được cải thiện rất là nhiều, cải tạo rất là nhiều. Đây, đang ngồi trong đây. À, em T-Buck đây. Không phải là V đây sao? First time in real space. And the flathead. Let's see this bad boy. Hello? Lấu cái đéo này, lấu. Anh đang ấy. Anh đang xem có đồ gì không để anh loot. I sense. Set your butts down comfy. Sweet booze. It's soundproof? Jackie. Now, now. Mr. Wells is right. We're gonna be going over some sensitive material. But if it's all right with y'all, I'd like to start with a question for Mr. V. Thằng Nguyễn muốn hỏi mình cái gì đấy? How'd you fare? Anh thấy Evelyn Parker thế nào? Hello? Đây là mình có thể khai thật ra là em kia muốn không muốn muốn không làm việc với thằng này nữa này. Muốn kiểu là hớt tay trên đấy. Hai là thôi được rồi, tôi hứa với em kia rồi, tôi sẽ nói bình thường thôi, không khai em ra. From that raw BD she scrolled. Bug already filled me in. Đấy, mình phải nói như thế tại vì con bug này nó đã nói cái chuyện đấy cho thằng này rồi. Cái lúc mà mình lấy cái video dữ liệu ấy là mình đã phải nhờ con bug này. Man with the millionaire name and no talent to back it up. Evelyn Parker's special friend. So she just want to see what's good or was there something else? Đây này, nó lại bắt đầu đào sâu vào, nó hỏi là Mr. V? Còn Evelyn có cái trò gì khác không? Tại vì nó lại nhờ cái em xinh xinh mà tôi bảo ấy giúp tôi truy cập vào giấc mơ để lấy thông tin các thứ ấy. Từ từ tôi lấy thông tin lại nhá. Tại tôi có 9 điểm cái gì đây, tôi có thể hỏi được thông tin về em Evelyn kia. Parker Chick. Tôi không biết. Mixed signals, so I got mixed feelings. One night sipping Champ Paradise with the Orinobu. Next night chatting it up with regulars at Lizzie's. Đang nói về cuộc sống của em kia đấy, một đêm thì ngủ với lại cái thằng Yoribu cái gì ấy, một đêm thì lại gặp một cái thằng nào khác đấy, kiểu như em đấy, như kiểu là. That's why y'all gotta fix her. Anyone try to fuck you, they first gotta fuck their way through Dex Deshawn's 300-pound ass. Anything else? Thằng thực ra tôi thấy thằng Deck này cũng khá là trầm tĩnh và cool ngầu ấy. Và nó lại là ông trùm của cả một băng đảng. Nhưng mà thôi, gái xinh vẫn là nhất anh em ạ. Wanted to see what I was about. Wanted to see what you was about, huh? How about we go over the plan? What you got for us, Dex? This. This, cái đéo gì? Well, here goes nothing. Me and Dex have already covered the fine deep. Ops-wise, should be a stroll on the beach.
Elaborate. I want to hear it. A Delamain will drop your asses at the front door of Kentucky Plaza. You'll stroll right in thanks to your false identities. Then, with Bug's help, you'll breach the hotel subnet. Mine and the Flathead's help. Kế hoạch của mình sẽ phải đột nhập vào, xong rồi em Bug kia sẽ giúp mình lên. Nói là vào lấy trộm cái relic này. Dùng cái con, chắc là dùng con robot kia thả vào nó lấy trộm. Time for your burning questions. Go on now. Ông hỗ trợ chúng tôi một cách nào? What's our cover? Hello, Ramon Victorino. And you're Harry Conwell. Ramon? Yeah. Ramon. Có một thằng tên là Ramon giúp mình. Biz as usual. Corpo arms deal. In case anyone asks, you there for a bogus meeting with our Osaka's defense rep, Hajime Taki. Anything else? Làm sao mà tôi lên được cái tòa penthouse đấy? Yorinobu's got barely any muscle. Hardest part of the penthouse security. If we want to disable, we'll need to neutralize the penthouse drone. Elite runner monitoring the hotel subnet 24/7. Only catch is there's no way to get in the dweller's den from the outside. Hold on. How you want us to get inside a room you can't get into? Trust me when I say whatever hits you think of, T-Bug solved it already. This is where the Flathead comes in. You'll have to get him in the ventilation shaft, guide him to the dweller, and force the dweller to take a break. Mấy cái nhiệm vụ ấy chắc phức tạp lắm, đột nhập vào trong đấy lắm, trò lắm. Nói chung là chỉ anh em chỉ cần hiểu đơn giản là mình vào trong đấy xong rồi sẽ có mấy cái đứa này sau nó hướng dẫn mình. Và mình okay, feel brought up to speed. Perfect. Đột nhập vào trong cái tòa penthouse để ăn trộm cái relic mà đã được giấu ở một cái chỗ làm lạnh ấy. 30%. Điều tra được từ tập trước rồi. Every part in this drama carries its risks. That's the value of yours as determined by me. Hello? Jack, it's fine. Don't push it. Are you for real? Drop it, I said. Cut's fair. Trust me. Fine. Whatever. Fuck it. Jacky muốn ép giá nhưng mà mình bảo là thôi, thế giá thế là ổn rồi. Nhưng mà thanh niên Jacky có vẻ cáu. Got some deft suits, so you'll look the part too. Thanks, T. So, nhưng mà phải mặc vest thì mới được vào trong kia thì phải. Thấy nó nhắc gì đến mặc xui mặc xeo gì đấy. Avails herself of her role, but a week, two tops, is my guess. What do we do while waiting? Sit around, suck air. You sit tight, heads down, cause old Uncle Arasaka be watching. Now, as that old Greek dog says, life's a banquet. So don't go thirsty, but don't get drunk either. Your chariot awaits outside. My cue to Delta 2. Thực ra rất nhiều người gặp bug cái trò này, rất nhiều bug vớ vẩn linh tinh ấy. Nhưng mà đến tôi chơi đến thời điểm này tôi mới gặp hai cái bug cũng bình thường. Một cái là cái xe nó hơi ăn vào vỉa hè ấy. Mấy một cái là hôm trước đang ở trong cái nhà máy, thằng Jacky húc phát thằng tôi bị rơi ra khỏi map ấy. Thì chơi đến bây giờ hơn chục tiếng rồi tôi mới chỉ gặp hai cái bug đấy thôi, chứ còn chưa có cái bug gì nghiêm trọng cả. Mặc dù là cái FPS cũng không được cao lắm. Rồi. I'm good. No questions. Không hỏi han gì nữa cả, đi thôi. Let's get to work. So you ready to get going or what? Let's roll. No point in waiting. In getting rich, you mean? Cắt cảnh luôn ạ. Đúng rồi, tôi thích cái kiểu này, chứ còn bây giờ lại phải kiểu đi đến hiệu quần áo hay là về nhà bắt đầu thay bộ vest xong bắt đầu lại đến điểm hẹn xong rồi các kiểu ấy. Nó rất là mất thời gian. À, những cái game mà bắt buộc mình theo cốt truyện thì cứ cắt cảnh như này phát cho nhanh.
Xe xịn nhỉ, xe này chắc xe tự lái, còn đây chắc là con này là AI của cái xe ô tô đây. Thực ra xe ô tô tự lái thì bây giờ cũng không phải là hiếm lạ gì nữa rồi. Như là của Tesla thì nó cũng có xe tự lái mà. Volvo rồi BMW nó cũng có xe tự lái hết rồi. Xem nào. Nên là trong tương lai 2077 thì xe tự lái là công nghệ quá bình thường đấy. Thằng nó vừa gửi cho mình cái package gì đấy. Excited là sao? Excelsior package là cái đéo gì vậy? Cái xe nó tự đi rồi đấy anh em này. Top quality don't come free, you know. Now watch. Delamain, initiate combat mode. My apologies, but you do not appear to be in any sort of imminent danger. À, cái xe nó còn có cả combat mode ạ. Thằng Jackie vừa bảo là sẽ chuyển sang combat mode nhưng mà thằng này nó trả lời là có vẻ như là hiện tại ông chả gặp cái sự nguy hiểm đích nào cả, ông đòi chuyển combat mode làm cái gì? Combat mode nghe có vẻ như là không hợp pháp lắm nhỉ. Dex ain't skimping, is he? He's taking 70% of the pot. Or have you forgotten already? Excelsior. This is how you want to cruise into the major leagues. Is that really your be-all and end-all? Huh? Dex managed to buy you off that cheap? With a suit? A limo? No, Jack. Kind of feels like you're losing that steel grip of yours. Huh. Seems to me like it's you who's got some kind of problem. Bây giờ là thể hiện là mình đang nên nó bảo diễn kiểu gì đây khi đi vào đấy này. Yep. I'm gonna tell me. Thể hiện như là chúng ta đến tham gia một cái bữa tiệc nào đấy. Let me explain something to you, V. My whole life I've spent in this shit around us, and I ain't going back. Jackie nó vào cả cuộc đời của nó đã sống ở trong cái sự hỗn loạn kiểu như là nghèo khổ và nó không muốn quay lại. Jackie đâu? Jackie ngồi ngay đây mà. Say something, bug. The greatest crimes issue from a desire for excess and not from necessity. Say what now? Aristotle. Guess you read me then. Yeah, I read you. Not so much your Greek friend, though it was kind of exciting. Could give it some thought. Try to understand. Kiểu tiếng Anh tôi kém chứ không, trong mấy cái đoạn hội thoại của những đứa nhân vật này nó có rất nhiều những câu dốc. Những câu kiểu đùa cợt chém gió. I want more Aristotle. Fuck off, both. Okay, tech checks out looks like. Kiểm tra thiết bị liên lạc là ok rồi. Stay in touch. Thank you for choosing the Delamain service and best of luck. Delamain service. Đây là một cái dạng taxi tự động à? Tại vì nó vừa cảm ơn mình vì sử dụng dịch vụ của nó mà. Tôi tưởng xe của mình, tưởng Jackie này có tiền mua xe hay là cái thằng Deck kia nó cấp cho. Đi vào tay không rồi. Let's go. Vũ khí của mình từ từ để tôi xem là con kiếm nhật của tôi. Giờ tôi không còn vũ khí rồi. Kiếm nhật, kiếm nheo là mất hết rồi. Đây mẹ vào mà xách theo cái này đi vào một cái khách sạn cao cấp nhìn nó có đáng nghi không anh em? Anh em nhìn cái thằng Jackie có đáng nghi không? Mặc dù là mặc vest thật đấy nhưng mà thân hình thì bặm trợn to con, kiểu đầu thì bố đời, trong tay thì xách một cái hòm rất khả nghi. Mà cái hòm này là một cái hòm của cái công ty Tech ấy. Cái công ty mà phát triển công nghệ quân sự ấy. Mà mẹ cái bọn ở đây nó nhìn thấy cái cặp này mà nó lại không biết là thằng này đang cầm một cái vật rất là nguy hiểm.
Làm gì có chuyện nó cho mang qua, anh em công nhận không? Welcome to Compeki Plaza. Please come through. Đây có máy quét à? You got it, Holt. Quét này, quét vũ khí à? Đấy, thấy chưa? Mà chưa gì vào đã có dấu hiệu vớ vẩn này. Đấy, nó đang bảo là ngài có thể giải thích tại sao lại mang combat bot không? You are here to see Taki-san, am I right? Please accept my apologies for the mình có ở trong ấy. À, thì ra là nó đã xử lý vấn đề rồi, tức là nó hình như con này là thằng này là robot này. Hay sao đấy? Mà mình đã có hẹn trước là giao dịch cái vũ khí kia với lại với lại một cái thằng nào đấy ở trong cái tòa nhà rồi, có trong danh sách. Yokoso. Greetings and welcome to Compeki Plaza. Compeki Plaza. Rõ ràng là em này mẹ nói cái giọng kiểu nói tiếng Anh bằng giọng Nhật ấy, bằng cái khẩu âm của người Nhật đấy, nhưng mà nhìn cái mặt này chả liên quan đéo đến Nhật cả. Đúng là bọn Tây nó nghĩ về người châu Á lúc nào nó cũng có cái nét gì đấy nó vêu vao, kiểu gò má cao xong rồi mắt híp một mí. Em này thì hai mí đấy, nhưng mà nói chung xấu. Of course. Just a moment please. The name on the reservation is Victorino. Victorino. Two adults, one night, correct? That's the one. Phòng đôi cho hai người trưởng thành à? Ok. Đây là khách sạn cao cấp đấy. Bây giờ là mình sẽ vào mình thuê phòng ở đây. That won't be necessary. We'll go freshen up first, notify him ourselves. But Taki-san is expecting you. No? Señorita, do you know how long we've been traveling? 18 hours from New Barcelona. With a delay on Medikey because some cyber psycho blew himself into bits inside the terminal. Oh, a nightmare. Of course, I understand. Mình bảo là thằng Jackie nó vừa bảo là bọn tôi đã phải đi một quãng đường 18 tiếng rồi. Nên là bây giờ cần làm cái đéo thì hình như là buồn đái quá, không cho đái là vỡ bụng đái đấy. Hunter's all yours, Harry. Everything seems to be in order. We wish you a pleasant stay. Thank you. Better get going. Mấy em này bây giờ là cái dạng gì rồi mà nhìn người nó bây giờ da nó như kiểu là làm kim loại rồi ấy nhỉ? Hoặc là một cái loại hợp kim hoặc là một cái loại nhựa tổng hợp gì đấy. Chứ còn không phải là da người nữa rồi. What do you think, Harry? Hmm? Quaint, cozy. Not like the hotel we had in Zurich for that convention. Thằng này đang bàn về mình nghĩ gì về cái khách sạn này thôi. Nói chung là chém gió thì chả có gì. Tiếng Anh của tôi ngu lắm nên là anh em thông cảm, tôi cũng không dịch hết được cho anh em. Anh nhân viên này, anh đi gì mà gớm vậy? Em làm gì anh đâu? Như kiểu sắp định đánh khách ấy. We don't do reservations weekday, so feel free to grab any available table. Or a couple of stools at the bar if you prefer. Could bring Misty here one day. Thanh niên. Đúng là em Misty kia là bồ của thanh niên này rồi, đang bảo là đáng ra một ngày nào đấy sẽ mang Misty đến đây ạ. À, lên phòng đi. I'm sure. Now let's go check out our digs. Chứ còn ở đây có cái quái gì mà xem. À từ từ. And when I say heads are gonna roll. Sao bọn nhân viên trong đây mà đây là đồng phục da của nhân viên ở trong khách sạn này. That was fast. That's your style. You nailed the part or what? How do I look? Can't believe I'm saying this, but not bad at all. Mình không có gương soi phát nhỉ? Chắc là bây giờ mà soi gương thì mình ngầu lòi đấy.
Ôi mẹ, cái thang máy đi nhanh vậy. Vèo phát đã lên tầng 42 rồi. Đúng là thang máy của một cái tòa nhà siêu hiện đại có khác. Lên tầng 42 mà đi mất vài giây. Ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Well, here we are. La Này, phòng của mình đây. We're in our room. Pretty snazzy. Too bad we ain't staying the night. Giờ nói chuyện với Didn't pick it for snazz. Offers quickest access to the dweller and servers. Sí, sí, me acuerdo. Now you fire up the flathead and find the shaft entrance. Sounds simple enough. Simplicity sometimes toughest to master. Mấy cái này tôi nghĩ nó chỉ là cái model nó làm để đưa vào background nhìn cho nó có thôi, chứ còn những cái công trình này tôi chắc chắn là mình sẽ không thể vào được. Đây này, nhà nó làm để cho đứng ở đây ngắm thấy cái background thôi. Dưới đây là cái gì đây? Cái mẹ đi. Bao giờ thì có những công nghệ hologram này ở trong đời thật nhỉ? Mua một cái về trưng bày nhìn chất ấy. Flathead prep to go. Còn Flathead đã sẵn sàng chưa? Thanh niên Jackie đang tinh chỉnh ấy. Bây giờ mình phải làm gì ở trong đấy? À, scan. Tìm cái điểm để cho con Flathead này nó chui vào này. Đây, 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 đây. Good. Jackie, how's the flathead looking? All set. Ôi, con này nó còn tàng hình được ạ. Bố đời vậy. Đây là lỗ thông gió. Just gonna stand there and look at it? Gonna have to switch to manual control. B, take the control shard from Jackie. Gonna link your Kiroshis to surveillance so you can guide the bot. Bây giờ mình phải điều khiển con robot này ấy à? Here. Here goes. Patching you through to in-cam view. Might get a little disoriented, but don't freak. Gì đây? Okay, got a clear view. You can't just go locking people out of their homes. Get them to the next vent. Places of work. Arasaka will cover the cost of any and all penalties assessed. This isn't about the money. It's con này nó tàng hình. Season. How do you think this will make me look? Đi bò trên tường như con nhện này. Quái thật. Công nghệ này bố đời quá. Mà đây mới chỉ là prototype thôi nhá, tức là mẫu thử thôi đấy. Nó còn kiểu mở rất là nhẹ nhàng, không chui vào. Sao mỗi phòng nó lại một một chỗ ấy nhỉ, một chỗ thông gió nhỉ? Let's see what's on the subnet. Am I the only one that just gets puke and used condoms? Where's the damn justice in it? What would you say to a TV? Think he's single? I'd say keep looking. You know, good looking. Hai em này đang bàn cái gì đấy? Terrarium's got a temp and air quality controller. Praying, yeah. Stick the flathead on it. Men like him are always single. Might wear expensive suits, but he's a biker at heart, always itching for a ride. Bây giờ mình hack cái này là cái quạt làm lạnh này. À, hack nó đâu? Con này nó ra nó phá ấy chứ. Để đánh lạc hướng tại vì em kia đang đứng chặn cái lỗ rồi. Hai em này đang bàn về một anh nào đấy có vẻ hot. Ain't seen nothing yet. You got any idea how much those things cost? Keep moving. No time for backpatting.
Nhiệm vụ bố đời quá. Okay. Dwellers just beyond the door. Flathead can jimmy the lock. Con Flathead này nó hack được luôn hay sao ấy? Những cái cửa này nó ra nó hack này này. Lúc này nó đang hack này. Shit. Gotta be another way. Let me think. Got another cam other side of the door, but it's disabled. Want me to enable? Yeah, look around for a CCTV port. Bây giờ là con này nó hack cái cam ở phía ngoài. Okay, he's at it. Now toggle over to the other cam. Dwellers inside. Just as planned. Still weird, the hotel's only got one runner. Decent dwellers as good as a dozen rank and file. What do we do now? Neutralize him. Use the flathead to jack into him. I'll flash freeze him with a demon. Old lingo, don't ask. Bây giờ mình phải vô hiệu hóa cái thằng này. Straight into his chair. He won't know what hit him then. Could drive a tank through here and he wouldn't feel a breeze. Dead to the world, that one. You'll have to get the flathead in there first, though. Giờ phải đưa flathead vào đây thì nó vô hiệu hóa cái thằng này, nhưng mà... Đây, có cái bảng điều khiển đấy. Both rooms looks like. Let's figure it out. Now toggle over to the other cam. Sao bây giờ nó nói đéo có cái sắp nhỉ? Nó có cái thời gian gì ở kia kia? Giờ tôi phải làm gì? Giờ tôi phải làm gì đây? Nó đéo có sắp thế là tôi không biết nó vừa nói cái gì. À, switch cam view. Might have found our way in. Send the flathead over there, then toggle over to the second camp. Now toggle over to the other camp. Flathead into the chair, V. Jack in. Đây, con Flathead nó ra đến nơi đây. Nó hack vào đầu thằng kia luôn ạ. Cắm rách vào. Love those demons. Flathead stays, right? To keep an eye on the dweller, yeah. Punching into Compeki's main net. You go ahead and log out. Thằng này nó kiểu là thằng theo dõi cái hệ thống an ninh ấy. Con Flathead nó vào là để nó vô hiệu hóa thằng đấy ạ. Chứ không phải là nó vào để nó ăn cắp cái relic kia. Dizzy, that's all. Bug. How you doing on time? You there, Bug? Yeah, I'm here. Con này sao vậy? Listen, ice is thicker than I thought. Piercing it'll take a couple hours. Couple hours? Can't do it any faster. Want my brain to burst into flames? Là cái gì nhỉ? Là khoan. Just sit down and enjoy your snazzy suite. Thanks. I will. V, you take it easy, okay? Rest up. Dweller hình như là khoan hay sao ấy nhỉ? Thằng kia nó vận hành cái gì khoan khiếp gì đấy, con Flathead nó hack vào thằng đấy. Nhưng mà con T-Bug nó vừa bảo là phải mấy tiếng nữa cơ, 2 tiếng nữa cơ, mình phải ngồi mình đợi rồi. Vài tiếng sau rồi. Vừa ngồi phát vài tiếng sau luôn. Who gave what up? Yorinobu Arasaka. The good life, I mean. Old news, I know. Just got to thinking's all. It's like, think. You got everything, right? Eddie's education. Your pops can snap his fingers and turn half the fucking planet into a nuclear wasteland. But instead, you're like, nah, fuck it. And what do you go do? Start a fucking gang. Steel Dragons. Thằng này đang bảo là mình có một cái cuộc sống được giáo dục đàng hoàng tử tế, nhưng cuối cùng mình lại đi tham gia vào một cái băng đảng. Hey,
Hello? Maybe he just wanted out of the system. So then why'd he come back? Tough to ditch the system when the system's your own family. Black sheep still a sheep, huh? One way to put it. Crawl back. Nói chung là đây là nó đang nói về quá khứ của mình. Có vẻ như là nó muốn thắc mắc là tại sao mình lại tham gia, xong rồi tham gia rồi lại rời đi xong lại quay về. Mình bảo là rất khó để rời khỏi hệ thống cái gì ấy. Family cái gì ấy. Rồi. Hình như là hệ thống an ninh ở trên cái penthouse đã được vô hiệu hóa rồi. Were you on comms that whole time? 3.5 hours. About that stick up the ass. Mean the one up mine? Slip of the tongue, you know? I know. Now's your chance to make up to me. Xếp phát. Giờ đến căn penthouse của thằng Yorinobu kia rồi. Hy vọng lên đấy đừng gặp cái thằng robot bố đời mà lần trước mình xem cái đoạn video của em kia, mình thấy thằng đấy nó đập chắc mình một hit là chết. Nhìn nó to con thế cơ mà. There's the awkward silence. You đấy, vừa ai lên là nó check cái quyền truy cập của mình đấy. Okay. So why'd the rocker boy's output kick him out of the apartment? Because he wasn't chipping in. Thang máy xịn xò phết. Thang máy ở trong ốp vân gỗ này. Đây, phòng của thằng kia đây rồi. Cái kia lần trước tôi xoay được nó ở đây này. And make it quick. Why? What's the rush? Sig on your Nobu's gone dark. What is he, a fucking sorcerer? Some kind of dead zone's my guess. Have him back in a sec. And you do your damn job. There, under the floor. Hình như có chuyện gì xảy ra rồi. Hình như con này mất kiểm soát ở một khu vực nào đấy rồi. Cái gì nhỉ? Looks like Yorinobu left us a parting gift. Cái súng của thằng kia. What now? Jack in your personal and make us rich. On it. Bây giờ tôi phải hack à? Your turn, Bug. Give me two. À, con kia nó hack. Mình chỉ là như kiểu là cái cục adapter thôi. They got winged visitors. Bug. Don't know who, but staff's a buzz. All 200 on their feet can't keep still. Can't say I like this. How much longer, T? Shit, you're a Nobu's penthouse bound. Fuck him! Open the safe! Almost got it. Done. Con kia nó sắp đến rồi sao ấy. Let me look through this, huh? Relic intact? Bioshard integrity, 100%. Guessing that's a yes. Good, let's go. Rồi, thằng kia nó có súng, bây giờ tôi lấy được súng của nó rồi. Từ. Ở đây tôi gắn súng rồi sao không rút được súng ra? Where? That pillar, try that. You fucking kidding? No, inside it now. Giờ mình lại phải chui vào trong tủ để trốn ạ. We're in. Which don't solve our problem, T. I fucking know our problem's still there. Let me think for a sec, okay? Ui, thằng bố đời kìa. Adam Smasher, mẹ cận vệ của thằng Yorubu ấy, Yorubu ấy. Nó tìm cái đéo gì ấy? We wait. Are they here yet? They approach from the landing pad? Fuck are they talking about?
Bug, who we got incoming? Nuh-uh. No fucking way. This isn't happening. Saburo Arasaka? Thằng Saburo Aiza. Bố của thằng này đến ạ. Bất ngờ quá, thằng này nó đang lo lắng cái gì đấy. Kìa lão kia kìa. Thằng này thằng con đây, thằng con đang muốn phản bố đây. Ai ngờ thằng bố đến ạ. Thằng bố đến chắc là cũng đang tìm kiếm cái gì đấy. Nhìn đéo gì anh ơi. Nói tiếng Nhật nhưng mà cái này nó dịch luôn anh em ạ. Mẹ công nghệ hiện đại vãi ạ. Saburo. Thời đại hiện đại ấy. Ngôn ngữ tự dịch luôn, tự chuyển ngữ luôn. Không thể tin nổi. Saburo Arasaka. Con tưởng ta không biết là thứ đó đã bị lấy khỏi ta à? Bố thấy đấy, đấy là vấn đề của bố. Những thứ mà do bố kéo gì đấy. Tại sao bố đến đây? Để giải quyết con à? Ông này ông đang trách thằng này là định bán công nghệ cho bọn Tây. Thằng này đang trách bố là không quan tâm gì đến tương lai cả, chỉ lo cho bản thân mình thôi. Ông bảo ta biết ngày đấy sẽ đến, có một ngày con sẽ bước qua cái vạch giới hạn. Ông bảo là bình thường thì ông sẽ tha thứ thằng này, nhưng mà vì cái gì đấy bây giờ ông ấy không tha thứ thằng này nữa. Ông bảo là cảm thấy còn may mắn khi mà không sống, không còn sống để chứng kiến cái điều này. Ôi, lại thằng này giết bố à? Nó giết ông ấy này. Mẹ, nó đập đầu ông vào đây vỡ ở kính kìa. Ông này ngu lắm. I wish to put the hotel on lockdown. May I ask why? Ông này đang bảo là khóa khách sạn lại. Saburo Arasaka has been murdered. Đang bảo bố nó bị giết rồi. Vãi cứt. Thế đéo nào tôi với thanh niên Jackie là cũng bị tội cho xem. Chuyện gì xảy ra? Ai đó đã đầu độc cha tôi. Mẹ đi, đầu độc kiểu đéo gì đây. Kính còn đang có vết đập đầu vỡ đầu đây. Việc của anh là gì? Takemura. Câu hỏi đơn giản đấy, trả lời đi.
bảo vệ người đứng đầu gia tộc Arasaka. Bây giờ thì ông bố chết rồi thì bây giờ tôi lại đéo thoát được ra khỏi đây rồi. Thằng kia trên vai nó còn có khẩu súng cối 4 nòng kìa. Cái cảnh vừa rồi mình có quay lại không nhỉ? What? Don't fucking pops. Know what this means? Security's gonna swarm the place any second. Oh my god, we're so fucked. Bug, need you get us out of here now. Give me a sec. We don't have a sec. Fuck. Okay, got something. Mình lấy được cái gì người ông này ấy nhỉ? It's weird to even say it. Mình vừa lấy cái gì người lão này nhỉ? Mẹ cái trò này cái lúc nhặt đồ ấy. Tôi chả biết là tôi nhặt cái đồ gì. Releasing the lock. Should see a ladder. Ladder. Oh fuck. Oh no. Cửa đéo mở luôn này. Bug. Thôi chết rồi, em kia chắc là bị hệ thống an ninh nó phát hiện nó ấy rồi, nó giải quyết rồi. Fucking major leaks. Happy now, Jackie. Đi đi, ông kia. Shit. That trauma. If they're here for Saburo, they're a little late. Just hope they didn't see us. Bỏ mẹ rồi. Đấy, nó báo là lão kia bị murder xong rồi. Bây giờ nó lại mẹ bắt được quả tang của mình ở đây ạ. Dâm. Nó bắn. Xong rồi thế là đấy, trùng hợp xong rồi. Thằng kia nó giết bố. Xong rồi trùng hợp là đúng lúc mình vào mình ăn trộm đồ thì thành ra là mình sẽ bị thành kẻ sát nhân luôn. Mà lão kia đâu phải người thường đâu. Như kiểu là hoàng đế của cái thế giới này. Chết rồi, thanh niên kia bị sao vậy? Thằng Jack kia bị chảy máu rồi. Trích cái đéo gì? Anh có sao không? Relic kệ mẹ đi, Relic là hàng mình đi làm việc thôi mà, mình phải quan tâm mình trước chứ. Không có hàng thì không có tiền thôi. Không có mạng thì chả có gì cả. À, cái này phải giữ ở trong cái gọi cho Evelyn Parker rồi. Ôi sao em kia nhìn kinh kìa? Có chuyện quái gì xảy ra đấy vậy? Chúng ta có vấn đề rồi. Cái hòm chứa đã bị hỏng. Cái chip thì... Cái chip này phải giữ lạnh mà cái hòm này bây giờ hỏng rồi, cái chip sẽ hỏng. Anh nghe tôi này. Có một thứ mà anh có thể làm. Anh phải gắn chip vào người anh đi. Thôi thì hỏi đéo gì thôi. Ok ok ok. The relic can't be isolated. It has to be nested in a safe environment. Well, someone's gotta do it. Gun chip. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Jackie, you okay? Thanh niên kia gắn à? Mắt xanh. No, no. I guess. Nó bảo nó không cảm thấy gì khác biệt cả. Nhưng mà vừa rồi rõ ràng mắt nó xanh, nhưng mặt nó ngơ ra một lúc mà. Rồi. Sao mẹ cứ ngồi đây dậy đi. Jackie vừa bị bắn dính vào bụng rồi. Tôi nhớ không nhầm thì là ở trong cái đoạn trailer ấy. Nếu mà trước đây anh em đã xem trailer rồi, anh em sẽ nhớ là đoạn trailer nó có cảnh là mình vào mình gặp cái thằng Deck kia. Sau đấy là hai bên cãi nhau xong đánh nhau. Xong rồi mình giết mấy người của thằng Deck ấy. Xong bắt đầu mình chạy ra xe ô tô có thằng thanh niên Jackie ngồi ông đấy, nhưng cuối cùng à đâu chạy về đấy thì thanh niên Jackie chết. Xong bắt đầu mình vào mình gặp thằng Deck xong bắt đầu đánh nhau ấy. Đúng nhỉ? Thế là thanh niên Jackie thì chết à? Attention. Code red has been initiated throughout Kentucky
Tôi nhớ là có cảnh mà thanh niên Jackie ở trong xe chết, xong bắt đầu mình ra mình gặp thằng Deck ấy, xong rồi cãi nhau cái gì đấy, có lẽ là tại vì là món hàng bị đi. Khó quá. Đang không để ý, đang mải nói chuyện. Thanh niên Jackie chết này, xong mình đánh nhau, xong bắt đầu ném ra bãi rác, xong bắt đầu mới gặp John Silverhand ấy. Đúng nhỉ? Tại tôi xem lâu lâu rồi tôi cũng không nhớ lắm. Jackie nó lấy được súng ở đâu ra vậy? Đây là mình phải lấy súng của thằng đít. Vãi đái ạ. Nó làm cho ra phát chết luôn. Mình tạm chia tay nhau nhé em, để ta biết được có yêu nhau không. Bắn xiên được rồi mà tôi không bắn xiên này nhỉ. Chính giá cho mà ra đi gì đấy. Đây rồi, có súng thêm đây rồi. Gắn thêm súng vào đi. Nằm bát. Ô, sao mình đéo hiểu sao cứ bị cháy này nhỉ? Tôi không hiểu ấy. Hell yeah!
Cái này nhặt đạn kiểu gì nhỉ? F5 phát, à, vẫn còn người ạ. I'm too young to die. Trốn đâu à? Chui xuyên tường à? I'm too young to die. Anh ơi, bình tĩnh em nạp đạn. Không có quả kiếm chứ còn có quả kiếm tôi lao vào tôi chém tung đít bọn này ngay. F5 rồi. Đi Jackie ơi. Cố lên. Đừng có chết nhá. Hy vọng là cái trailer kia nó chỉ là cái trailer cho vui vậy thôi chứ còn. Open fire, đéo đâu mà nó open fire vậy. Tôi chết tôi rồi. Bắn kiểu đéo gì vậy, cái trò này ngắm xong rồi di chuyển chuột rất chậm. Trời ơi, mở được. May quá nó không qua đây. Có thằng Jackie đứng ở đấy là súng của tôi lúc nó bắn được, lúc nó không bắn được. Nó không cho cái tròi, nó không cho bắn đồng đội ấy. Thằng Jackie nó đứng nó cản đường đạn là súng của tôi nó tự động nó không bắn luôn. Mấy thanh niên này cầm gặt son. Xếp. Đây rồi, cửa thang máy đây rồi. Mít hết ạ. May mà mình sao tự nhiên có nhiều máu vậy. Ôi, hết sạch đạn rồi. Từ. Chơi cục thế mày. Không sao, đoạn xếp ngay gần đấy thôi. Giờ mình không có neutralize him. Come on motherfucker. Let's dance. Cái thằng Jackie này. Chả được cái việc đéo này. Toàn đứng cản đạn này. Bắn thì mẹ bắn vào địch nó có mất máu đéo đâu. Wounded.
One fucker left. Rõ ràng còn hai thằng mà nó dám bảo là chỉ còn một thằng, còn sót một thằng là sao? Trong khi còn hai thằng đứng lù lù đây. Thò cái đầu mày lên. Ông Jackie đúng không? Còn đẩy cái xe đi ạ. Đạn chậm quá. Chết chưa? Vãi cứt, nó bị kẹt ở đấy nhưng mà nó chưa chết ạ. Thì tôi phải đi nhặt đạn á. Choi shotgun bắn rất sướng. Sếp. Đầu tiên là đi ăn trộm, xong bây giờ thành ăn cướp luôn này. Sao được. Đây thang máy rồi. Thang máy ra kia ơi. Ôi khổ thân này, buồn ỉa lại đúng điệu buồn ỉa. Chết rồi, thang máy này không đi được. Lại phải sang bên này rồi. Enemy contact. I'm engaging. Chính mắng thằng răng nè. Súng ở trò này bắn súng kiểu nó không có cái độ chính xác như mấy cái game mà chuyên về bắn súng. Có dấu ích gì đây? À thằng này là chùm à? Thằng này là chùm anh em ạ. Nó có cái quái gì trong người ấy nhỉ? Khẩu này mạnh mà, sao mình lại cầm cái khẩu chết tiệt kia? Có cả silencer này. Cái này có khẩu này mạnh hơn này. Nhưng mà không có phụ kiện. Shotgun nữa nào. Shotgun này mạnh nhất thì cũng không có phụ kiện luôn.
Cái trò này nhặt đồ nhiều lúc nó cứ khó khó hiểu gì. Đi ra kia ơi. Biết thoát chưa? Tôi nghĩ là thò mặt ra khỏi thang máy là sẽ có thằng nó đợi sẵn rồi, nên tôi rút ngay khẩu gạch song này ra. Cố lên. That's like some divine comedy shit. Hãy giữ sức đi. What do you think I'm doing? Anh nghĩ tôi đang làm gì đây? But nhưng thoải mái đi Vi, chúng ta sẽ ra thoát khỏi đây mà còn sống thôi. Hãy nói chuyện với T-Buck đi. Maybe she'd still be alive. We had to keep her fucking home. Don't out on me. Can see how the chips are falling. Lấy nó ra khỏi tôi đi. Sao vừa lên thì nhanh mà bây giờ xuống thì chậm vậy? Xa thì phải bắn bằng dính đầu luôn ạ. Cái tầm ngắm ấy, tôi toàn nhìn nhầm thôi, nó có ba cái để nó chĩa lại thành kiểu ấy đấy, tôi toàn nhìn nhầm một cái đỉnh này ấy, thành ra là ngắm toàn lệch. UI của trò này. Ui mẹ, lại phải đi lại thang máy rồi, quên đéo xếp cái lúc trước khi ra khỏi thang máy ạ. Sao? 150 năm và ngày hôm nay. Mẹ đen thật đấy, mình công nhận là hai thanh niên mình với thằng Jackie đen thật đấy. Ăn trộm ngày nào cũng ăn trộm, mẹ ăn trộm đúng cái ngày thằng con nó giết thằng bố. Thành ra là tội chuyển từ ăn trộm thành ăn cướp rồi. Tell Bug, why don't you? Maybe she'd still be alive if we hadn't been so gung-fucking-ho. Don't take this out on me. Can see how the chips are falling. Mình bây giờ đang không cho nó, không đang không cho sếp này. Xuống đây phát là nhạc tung tung teo 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 này, là bắn nhau rồi là không sếp được rồi. Ây da, ây da. Hình như là đây là đang đoạn loading. Vào phát là vào combat luôn này. Going down. Chết rồi. Còn hai thằng góc kia nữa. Nhưng mà tôi hết đạn ấy rồi. Hết đạn súng AK rồi. Súng này bắn hơi khó. Sao bọn này nó khỏe vậy? Mấy thằng kia khỏe lắm. Bắn vào nó mất có tí máu thôi.
chắc tôi phải lần lần ra gần xong rồi tôi dùng shotgun tôi bắn thì nó mới chết được. Mấy thằng đấy nó trâu lắm, bắn súng lục không ăn thua. Tôi nghĩ là phải tác nó lại. Chết ạ. Jackie đâu rồi? Đéo hiểu ông cứ đứng ở đấy ông cứ gào thét cái gì không biết. Ôi, tôi sắp hết sạch máu rồi. Hình như nó còn thằng mẹ nó phí thế. Nó còn thằng nào đấy ở ở chỗ nào ấy, nó bắn tôi chứ thằng kia đang vừa nằm đất rồi mà. Hay là mình dính lựu nhỉ? Tôi mà có quả kiếm thì tôi làm là tôi chém chết hết. Giờ lại phải về đây rồi. Đây nó không có đạn. Mất thời gian quá. Saburo Arasaka. 150 years. And today of all fucking days. That's like some divine comedy shit. Save your strength, Jackie. What do you think I'm doing? But chill, V. We'll get out alive. Tell Bug, why don't you? Maybe she'd still be alive if we hadn't been so gung fucking ho. Don't take this out on me. I can see how the chips are falling.
cover chỗ này ngon phết nhưng mà. Súng lục này bắn ngắm như cứt ấy. Ngắm trúng tâm bắn không bao giờ tới. Phải ngắm kiểu hạ thấp hơn tâm xuống. Rồi, chết một thằng rồi. Nó đang cày điên cuồng vào đây này đi. Nó đít. Vãi cứt ạ. Hóa là còn cái thằng bên kia nữa. Cố lên, đừng có để chết, từ từ tiêm máu vào phát cho nó an toàn. Ông kia, robot đi mẹ chạy. Con robot bố đời lắm. Đạn súng thì sắp hết. Kìa, kia kìa. Chết nó bắn kìa. Bắn rồi nó mất có tí máu này. À bây giờ mình phải chạy, chạy qua con đấy. Con đấy chắc không đánh được. Như đây có đạn này. Đi. Đang đánh nhau chui vào đây. Hack ạ. Kìa. Đéo hiểu. Vừa tôi thấy hai cái vàng vàng ở đây là cái gì? Nhầm nên nó bố trí ghê. Mở. 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 Rồi. Đi vào. Vào đi. Này yếu lắm rồi. Đâu đóng. Rồi rồi rồi. Thằng nhìn Jackie yếu lắm rồi. Trong đây vẫn phải đánh nhau à? Ô, nó bắn xẻ tôi kìa.
dumb and done it! Combat mode, combat mode, combat mode! Why have problems if we don't fucking drive? Combat mode! Not bad. Client feedback noted. How's our ride looking? Tip top. Though alas, we are being pursued. Combat mode activated. Ui. Và anh cứt. Ui, xe ô tô xịn vãi đái ra, kính chống đạn à. Bắn vào thấy tóe tóe ra nhưng mà sau lại hồi lại như cũ luôn. Đây. Này thì chơi sao, súng tôi còn đạn đéo đâu. A hostile enemy aircraft has a lock on us. Leave it to me. Shield attack! Phew. Đéo cho mình xếp ạ. Jackie, chúng ta làm được rồi. Guess we did. My medical diagnostics indicate that Mr. Wells's condition is critical. Then step on it. I am doing what I can. You've got to hold tight, Jackie. You hear me? Of course. I suggest you try to keep Mr. Wells conscious. Anh nghĩ về Misty. You'll see Misty, your mom, everyone. Anh nghĩ về mẹ của anh, những người mà anh yêu thương. Đừng nhắm mắt, Jackie. Misty. Cô ấy biết. Cô ấy đã biết rồi. Biết cái gì? Chip, hãy giữ nó cho tôi. Chết rồi. Thế là đống giống như ở trong phần trailer. Nhưng mà trailer đấy nó là cinematic, còn cái này thì là in game. Chết không nhắm mắt luôn mà. Người anh em vào sinh ra tử từ đầu game đến giờ đã ra đi. Tuy là game này nó không tạo ra được cái mối liên kết cho tôi với lại thanh niên Jackie này, nhiều lúc còn rất là khó chịu khi mà kiểu combat nó cứ cản đường với lại các thứ ấy. Nhưng mà nói chung là một người bạn đã ra đi. Cho tôi vài giây. Mr. Wells's remains. Where shall I take them? Nó đang hỏi mình đưa xác của Wesley về đâu. Một là không đưa đi đâu cả, hãy đợi tôi ở đây. Nếu như mà theo đúng như trailer tôi xem thì bây giờ mình vào là mình sẽ bị bọn kia nó đánh, nó tưởng chết rồi xong nó sẽ vứt ra bãi rác. Hai là nếu mà bảo là để Wesley đợi đây thì nếu mà mình bị bọn kia nó tiêu diệt ấy thì cái xác sẽ được đưa về đâu thì không biết được. Thứ hai là đưa về nhà cho gia đình. Thứ ba là đưa đến Vector Clinic, là đưa đến kiểu bệnh viện ấy, phòng khám ấy.
Chả hiểu đưa đến phòng khám để làm gì. Nếu mà hồi sinh được tôi mới đưa đến phòng khám. Tôi đưa về nhà đi. Mr. Wells's closest blood relative is Guadalupe Alejandra Wells, proprietress of the El Coyote Coho Bar. I will make sure to deliver him safely. Mr. DeShawn awaits you in room number 204. See you in the major leagues, Jack. Kẻ thù đã giết Jackie chính là bọn Arasaka. Và cụ thể đây là thằng con trai lính của nó. Sao tôi đi chậm này? Hình như tôi bị nặng quá. Chết mẹ, nặng quá rồi. Uầy, nó giả lại mình đồ thằng nào chả bị nặng quá. Từ từ. Cứ tưởng là theo cốt truyện thì đoạn đấy mình đi chậm nhưng mà thực ra là bị nặng quá. Vừa đánh nhau nhặt một đống súng của bọn kia vào người nữa. Ôi, dã ra lấy nguyên liệu chế súng cũng được. Hết nặng chưa? Vẫn nặng quá. Thôi rồi, hôm nay chơi đến đây thôi anh em ạ. Chơi thế là dài lắm rồi. Hẹn gặp lại anh em ở trong những buổi tiếp theo nhé. Hôm nay thì tôi không livestream được mà tôi phải quay video tại vì là mất mạng. Bây giờ mạng nhà tôi nó cứ chập chờn từ hôm qua hôm nay. Cứ được một lúc xong nó lại mất mạng, chả hiểu sao. Cảm ơn anh em đã ghé qua và theo dõi video này. Tạm biệt anh em nhé. Bye bye.